Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi tối của đài IBC được phát hình trên các băng tầng tại California 16.12 tại miền Bắc, 57.19 tại miền Nam. Quý vị ở các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ và Canada xin vui lòng đón xem IBC qua Galaxy 19 hoặc qua trang mạng ibctv.us. Quý vị cũng có thể dễ dàng đón xem lại qua trang YouTube ibctv TV Official. Phụ trách phần tin tức tổng hợp tối nay, Sư ngôn Viên Trang Lương và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, cũng vẫn như thường lệ trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy điểm qua một số những nội dung đáng chú ý như sau. Hoa Kỳ không thể có quan hệ bình thường nữa với chính quyền quân sự Miến Điện. Tổng thống Indonesia đến Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp nhà nước Phó Tổng thống Hoa Kỳ chống lại đề nghị cấm phát thai tại Indiana. Alibaba sẽ ăn niêm yết chính ở Hồng Kông. Video về tên ghi lại cảnh cháy rừng hoàn hành gần với Yosemite Kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên chi tiết ngày hôm nay sẽ do sứ ngôn viên Tuyết Nha trình bày. Xin mời quý vị cùng đón xem. Hoa Kỳ cho biết không thể có băng giao bình thường với chính quyền quân sự Myanmar. Hoa Kỳ cho biết không thể có băng giao với nhà cầm quyền quân sự của Myanmar sau vụ hành quyết bốn nhà hoạt động dân chủ và rằng tất cả những lựa chọn đều đã được đặt ra khi họ xem xét biện pháp khác để trừng phạt. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price kêu gọi các nước cấm bán thiết bị quân sự cho Myanmar, kiềm chế những hoạt động có thể giúp chính quyền quân sự có được uy tín trên thế giới. Khi được hỏi liệu chính quyền tổng thống Biden có đang xem xét những biện pháp trừng phạt đối với ngành kỹ nghệ khí đốt của Myanmar là một lĩnh vực đã được miễn trừ trong những vòng trừng phạt trước đó của Hoa Kỳ hay không, ông Ned Price cho biết trong những cuộc thảo luận của họ về biện pháp tiếp theo, tất cả những lựa chọn đều đã được đưa ra bị kết án tử hình trong phiên tòa bí mật vào tháng 1 và tháng 4. Bốn nhà hoạt động bị cáo buộc giúp đỡ một phong trào phản kháng dân sự để chiến đấu với quân đội từ cuộc đảo chính năm ngoái, đang áp đẫm máu những cuộc biểu tình trên toàn quốc. Những vụ hành quyết đầu tiên của đất nước trong nhiều thập niên đã gây ra một làn sóng phản đối trên thế giới. Ông Ned Price cho biết không nước nào có khả năng ảnh hưởng tới quỹ đạo của Myanmar hơn là Trung Quốc, đồng thời kêu gọi nhóm các nước ASEAN trong khu vực duy trì tiền lệ cấm các đại diện quân đội tham gia những cuộc họp khu vực. Tổng thống Indonesia đến Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp nhà nước. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến Bắc Kinh vào tối hôm thứ hai trong một chuyến thăm cấp nhà nước hiếm hoi trong bối cảnh kiểm soát biên giới nghiêm ngặt về đại dịch biên giới, trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm nước này ngoài thế vận hội mùa đông kể từ năm 2020. Ông Widodo đã nhận được lời mời từ chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình cho chuyến công du được thông báo vào tuần trước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là ông Widodo dự kiến là tổ chức các cuộc gặp với ông Tập và với Thủ tướng Lý Khắc Cường. Indonesia hiện giữ chức Chủ tịch G20 và sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh năm nay của các nhà lãnh đạo G20 tại Bali vào ngày 15 và 16 tháng 11. Ông Widodo dự kiến sẽ đến Tokyo vào hôm thứ Năm, thứ Tư, rồi đến Seoul vào hôm thứ Năm trong chuyến công du Đông Bắc Á. Đối với Trung Quốc thì trên bình diện song phương, trước thềm chuyến thăm, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng xác định, Bắc Kinh mong muốn làm tăng cường hơn sự tin cậy chiến lược và hợp tác thiết thực giữa hai nước thông qua chuyến thăm của tổng thống Joko Widodo nhằm tạo lập một điển hình cùng có lợi và cùng thắng. Trên bình diện đa phương trong bối cảnh thế giới đang bất ổn, đặc biệt là cuộc đua địa chính trị ngày càng trở nên khốc liệt, Indonesia cần sự ủng hộ của Trung Quốc trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20. Bắc Kinh cũng cần Indonesia, quốc gia đang phát triển lớn thứ ba thế giới, khi quan hệ giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ và các nước phương Tây không mấy êm đẹp. Phó Tổng thống Hoa Kỳ chống lại đề nghị cấm phá thai tại Indiana. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã đến Indianapolis gặp gỡ các nhà lập pháp tiểu bang Indiana chống lại dự luật được đề nghị cấm phá thai ngoài trừ những trường hợp hãm hiếp, loạn luân hoặc cấp cứu. Vẫn chưa chắc chắn liệu những dự luật được thông qua nó ở hình thức đó hay bị hạn chế hơn. Những thượng nghị sĩ tiểu bang Indiana đã tổ chức cuộc phiên họp đặc biệt để lắng nghe những nhà hoạt động chống phá thai và các nhà hoạt động vì quyền phá thai trước khi tranh luận về dự luật Senate Bill số 1 vào tuần này. Biện pháp này có khả năng được thông qua các giảm đáng kể khả năng tiếp cận phá thai ở tiểu bang miền Trung Tây này. Đây là một trong những dự luật tiểu bang đầu tiên tìm cách hạn chế mạnh mẽ quyền phá thai được đưa ra từ khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ tháng trước đã lực ngược quyết định Roe v. Wade năm 1973. Wade đã ra phán quyết rằng việc phá thai được hợp pháp hóa trên toàn quốc, Indiana hiện nay cho phép phá thai tới 22 tuần sau kỳ kinh nguyệt cuối cùng với một số hạn chế bổ túc. như luật được đưa ra bởi thượng nghị sĩ Cộng hòa Sue Click được đưa ra khi câu chuyện về vụ phá thai của đứa trẻ 10 tuổi tại Indiana thu hút sự chú ý của toàn quốc. Nàng nhân hãm hiếp trẻ em đã tới Indiana, Indiana để phá thai vì không thể làm như vậy tại Ohio quê hương của em. Ohio thực hiện lệnh cấm phá thai sau 6 tuần của thai kỳ khi đối đã bị đảo ngược vừa qua. Alibaba sẽ niêm yết chính ở Hồng Kông. Hôm thứ Ba, thì gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc là Alibaba Group Holding Limited cho biết là họ sẽ đăng ký niêm yết chính ở Hồng Kông. Công ty dự kiến sẽ hoàn thành các việc niêm yết vào cuối năm 2022, trở thành công ty niêm yết chính ở hai nơi trên HKEX ở Hồng Kông và NYSE ở New York. Hành động trên của Alibaba diễn ra trong bối cảnh cả Washington và Bắc Kinh đều giám sát chặt chẽ hơn đối với việc niêm yết cổ phiếu của các công ty Trung Quốc cũng như sau khi Trung Quốc ban hành quy định nghiêm ngặt khiến cho Alibaba phải nộp phạt 2.8 tỷ Mỹ Kim, đồng thời là ảnh hưởng đến việc phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng của ANT, công ty con của Alibaba. Alibaba đã niêm yết trên trị thị trường chứng khoán thứ cấp, thứ cấp tại Hồng Kông từ năm 2019 và hy vọng là việc niêm yết chứng khoán chính sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2022. Giám đốc điều hành của Alibaba là Daniel Zhang xác định việc niêm yết chứng khoán chính đồng thời tại hai thị trường sẽ giúp thúc đẩy đầu tư rộng hơn và đa dạng hơn. Điều này cũng giúp cho Alibaba đăng ký chương trình Stock Connect cho phép các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục mua cổ phiếu của công ty dễ dàng hơn. Tháng 1 vừa qua, thì Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông đã thay đổi các quy định cho phép các công ty công nghệ Trung Quốc được niêm yết chính tại Hồng Kông, đồng thời với thị trường khác miễn là phải có thành tích tốt với ít nhất là 2 năm niêm yết đầy đủ tại nước ngoài và vốn hóa đạt ít nhất là 40 tỷ đô la Hồng Kông, tức là khoảng 5.10 tỷ Mỹ Kim. Hình ảnh từ video về tin ghi lại cạnh cháy rừng hoàn hành gần Yosemite, những đoạn phim gần công viên quốc gia Yosemite với hình ảnh một trận cháy rừng dữ dội, khói mù mịt vào chủ nhật vừa qua, khi nhân viên cứu hỏa chiến đấu để ngăn chặn ngọn lửa bùng phát. Nhân viên cứu hỏa cuối cùng đã bắt đầu kiểm soát trận cháy rừng lớn nhất của California từ trước tới nay trong năm, ngăn chặn việc mở rộng về phía đông sang công viên quốc gia Yosemite gần đó, trong khi hàng ngàn người vẫn tuân theo lệnh di tản. Đám cháy off fire đã mở rộng nhanh chóng kể từ khi nó bắt đầu vào thứ Sáu, áp đảo công việc ban đầu của các nhân viên cứu hỏa khi thời tiết vô cùng nóng bức và khô, làm cho tốc độ phát triển của nó xuyên qua rừng khô và bụi rậm nhiều hơn. Một số viên chức của Sở Lâm nghiệp Cứu hỏa California cho biết đám cháy ban đầu hoạt động không giống như bất cứ nơi nào mà họ từng thấy, với những đốm than hồng cháy bùng lên thành những đám cháy nhỏ, lên đến hai dặm trước khi đám cháy chính bùng phát. Vào thứ hai từ trung tâm chỉ huy tại Mers, cách San Francisco 210 cây số, Natasha Force, phát ngôn viên của Cal Fire cho biết, nhân viên cứu hỏa đã không nhìn thấy nhiều những đốm than hồng đó. Tuy nhiên, sự thiếu vắng của những đám cháy lớn khác trong khu vực cho phép Cal Fire tập trung 2.500 nhân viên cứu hỏa vào đám cháy và việc không có gió cho phép sử dụng máy bay liên tục thả nước và chất làm chậm cháy rừng. Kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại Tuyết Nha và Trang Lương sẽ quay trở lại với quý vị với những tin tức vừa được cập nhật như nguồn cung thấp tại nơi tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ ở Chicago, cũng như vụ xả súng tại thành phố Canada và Việt Nam nhập hơn 34 tỷ đô la từ Trung Quốc trong 6 tháng qua. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem. Tuyết Nha và Trang Lương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Phần tin tức tiếp theo: nguồn cung thấp tại nơi tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ ở Chicago. Với việc tổ chức Y tế Thế giới hay còn gọi là WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu do dịch đậu mùa khỉ đang bùng phát, các nhân viên y tế công cộng ở Chicago, Illinois đang kêu gọi được hỗ trợ nhiều hơn theo một nghiên cứu lớn trên tạp chí y học new england bệnh đậu khỉ đang bị lây lan mạnh bởi quan hệ tình dục giữa nam giới cara isman giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận của test positive award network hay tpan nói có vẻ như trên thực tế có một chút phân biệt đối xử ở đất nước của chúng ta khi đó là một số cộng đồng nhất định như là cộng đồng lgbt hay cộng đồng da màu chúng ta không phản ứng nhanh như mong muốn TPAN đã tổ chức một phòng trích ngừa vaccine đậu mùa cho khỉ vào hôm thứ Hai 25 tháng 7, nhưng nhiều người đã bỏ về mà không được chủng ngừa vì cơ quan không có đủ lượng vaccine như yêu cầu. Hơn 200 trường hợp nhiễm virus đã được báo cáo ở Chicago, một trong những trường hợp nhiễm bệnh lớn nhất trên với toàn thành phố so với bất kỳ nơi nào khác ở Hoa Kỳ. Đoàn lữ hành di cư mới khởi hành từ Mexico tới Hoa Kỳ. Hàng ngàn người di cư Venezuela mắc kẹt ở miền Nam Mexico trong nhiều tháng qua đã khởi hành trong một đoàn lữ hành hướng về phương Bắc vào thứ Hai, với hy vọng đến được biên giới Hoa Kỳ. Vậy quốc kỳ Venezuela đi bộ dưới ánh nắng mặt trời. Họ khởi hành từ thành phố Houghton, miền Nam Mexico. Nhiều người trong số những người di cư đã chờ đợi giấy phép từ chính phủ để quá cảnh đất nước mà không bị cơ quan quản lý nhập cư giam giữ. Người di cư Brismar Romeo đã nói với Reuters họ đợi nửa tháng tại văn phòng nhập cư Tapachula để xin giấy phép quá cảnh. Tuy nhiên, cơ quan này đã đình chỉ quá trình này và tuyên bố những người di cư phải chờ đợi khoảng 3 tháng để có được tài liệu cho phép họ di chuyển tự do qua Mexico. Nhiều người chạy trốn khỏi quê hương muốn tới Hoa Kỳ, những người khác tìm kiếm nơi ẩn náu và sự bảo vệ tại một vùng nước khác. Mexico đang chịu áp lực từ Hoa Kỳ trong việc kiểm soát di chuyển của người di cư tới vùng biên giới. Chính phủ nước này đã cấp thị thực nhân đạo cho những người di cư ở lại và làm việc tại quốc gia châu Mỹ Latin này. Xả súng tại thành phố Canada, loạt vụ xả súng xảy ra ở trung tâm thành phố Langley thuộc tỉnh British Columbia của Canada đã khiến cho nhiều người bị thương. Cảnh sát thành phố Langley, tỉnh British Columbia miền Tây của Canada cho biết là đã phản ứng với thông báo về các vụ xả súng với nhiều nạn nhân ở nhiều khu vực ở trung tâm thành phố và thị trấn cùng tên. Vào sáng nay, đồng thời kêu gọi người dân tránh xa các khu vực hiện trường, trong đó là có một bãi xe để xe của casino địa phương và một trạm rừng xe bus. Cảnh sát bắt một người được cho là nghi phạm xả súng. Phát ngôn viên của Cảnh sát Hoàng gia Canada là RCMP Rebecca Palo từ chối tiết lộ có nạn nhân thiệt mạng hay không và thêm rằng giới chức đang huy động các nhà điều tra trọng án. Hãng phát thanh truyền hình CBC trước đó đưa tin vài người đã thiệt mạng nhưng không công bố con số cụ thể. Thêm rằng, các nạn nhân là người vô gia cư và cho biết là cảnh sát nhận định đây là vụ tấn công có chủ đích. Việt Nam nhập siêu hơn 34 tỷ Mỹ Kim từ Trung Quốc trong 6 tháng vừa qua. Trung Quốc tiếp tục xuất siêu với giá trị cao những hoàng hóa vào Việt Nam trong năm nay khi con số thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy Việt Nam đã nhận 34.6 tỷ Mỹ Kim của Trung Quốc trong vòng 6 tháng vừa qua. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất cảng qua Trung Quốc 26.3 tỷ Mỹ Kim, trong khi nhập cảng là 60.9 tỷ Mỹ Kim. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, thì hiện nay Trung Quốc là thị trường xuất cảng lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ, bằng 47% kim ngạch của Việt Nam xuất cảng sang Hoa Kỳ. Trung Quốc hiện nay là thị trường mà Việt Nam nhập nhiều hàng hóa nhất và được coi là gấp 8 lần vấn đề nhập cảng của Việt Nam từ Hoa Kỳ. Các con số thống kê xuất nhập cảng của chính phủ Việt Nam cho thấy xu hướng nhập siêu từ Trung Quốc gia tăng theo các năm. Việt Nam lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc về nguyên vật liệu cho những ngành sản xuất, đặc biệt là dệt may và da dày. Hơn 50% nguyên liệu sản xuất dệt may da dày là từ Trung Quốc. Mà cụ thể, số liệu thống kê của Tổng cục cho thấy 6 tháng đầu năm nhập cảng nhóm hàng nguyên phụ liệu da dày đạt 14.71 tỷ Mỹ Kim. Trong số này, Việt Nam nhập 7.76 tỷ Mỹ Kim trị giá nguyên vật liệu từ Trung Quốc. Việt Nam trong nhóm 35 chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Việt Nam đang nằm trong danh sách 35 nước có giá trị nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ lớn nhất, theo như dữ liệu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ mới đưa ra trong tháng này. Số liệu trong báo cáo công bố ngày 18 tháng 7 của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho thấy là Nhật Bản, Trung Quốc và Anh là ba chủ nợ nước ngoài hàng đầu của nước Mỹ. Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, sau Hoa Kỳ và Trung Quốc đang nắm giữ lượng trái phiếu chính phủ nhiều nhất của Hoa Kỳ với gần 1.213 tỷ Mỹ Kim. Theo như số liệu được tổng hợp cho đến tháng 5 năm nay, thì Trung Quốc là chủ nợ lớn thứ hai của Hoa Kỳ với gần 981 tỷ Mỹ Kim. Trên Anh, nước đứng ở vị trí thứ ba với 634 tỷ Mỹ Kim. Thống kê của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho thấy là Việt Nam đang nắm giữ 39.1 tỷ Mỹ Kim và đứng thứ 31 trong danh sách này. Đây là lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà Hoa Việt Nam có được hiện đang lưu ký tại các ngân hàng đặt tại Hoa Kỳ và được xem là ngoại hối của Việt Nam. Trong vòng hơn 5 năm qua thì lượng trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ mà Việt Nam nắm giữ đã tăng hơn 3 lần. Việt Nam là nền kinh tế có tổng thu nhập quốc nội trị giá là 362 tỷ mỹ kim, đứng sau Chile 30 và trên các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là 32 về giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ mà họ đã nắm giữ tính đến tháng 5 vừa qua. Hồ Nam tổ chức cuộc thi parkour gây uh, cho mọi người một điều lý thú. Một cuộc thi parkour đã được tổ chức tại núi Thiên Môn, danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, miền Trung của Trung Quốc cuối tuần vừa qua. Cuộc thi gồm 3 sự kiện đại diện cho 3 phong cách luyện tập kỹ năng, tốc độ và phong cách, có sự tham gia của 69 vận động viên tự do nam và nữ trên khắp đất nước. Trận chung kết Phần tốc độ diễn ra trên cầu thang dốc 999 bậc được gọi là Sky Ladder tại Đồng Thiên Môn. Đó là một khối lớn bị nước sói mòn từ hai đỉnh núi giống như một cánh cửa khổng lồ trên vách đá vậy. Đường đua với 108 bộ chứa ngại vật như bề cao, cầu trượt, thanh ngang, bắt đầu từ một hang động và kết thúc trên quảng trường dưới cầu thang. Cầu thang với tổng chiều dài 300m, nghiêng 45 độ và độ rơi thẳng đứng 150m. Những bước nhảy điêu luyện và uyên chuyển của thí sinh giành được những tràng pháo tay tán thượng từ khán giả đón xem. Dành làm thắng cảnh thu hút 34.000 du khách trong hai ngày diễn ra sự kiện tăng 20% so với cuối tuần qua. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi tối ngày hôm nay do sứ ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình như là BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Sun đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Sun có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714 -531 -3100. Trụ sở thứ hai tại Gavi Avenue, Rosemead, California, số phone là 626 -999 -5865. Và trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Xứng viên Trang Lương và Tuyết Nhà xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và xin kính chúc cho quý vị một buổi tối thật ấm cúng và vô lượng an lạc.